Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) mới đây cho biết, tốc độ gia tăng số ca mắc bệnh đang có xu hướng tăng chậm lại. Cụ thể, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm so với các tuần trước. Tính từ đầu năm đến ngày 6 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 16.355 ca tay chân miệng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022, 11.203 ca. Các quận ghi nhận ca bệnh trong tuần gần nhất có xu hướng giảm là quận 11, 12, Bình Tân, Gò Vấp, các huyện Hóc Môn, Bình Chánh và thành phố Thủ Đức. Cụ thể, HCDC cho biết, trong số các ca mắc bệnh tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng từ tuần 20 và tăng rất nhanh từ tuần 25, từ giữa tháng 5 đến gần cuối tháng 7. Riêng trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.401 ca mắc bệnh tay chân miệng giảm hơn so với tuần 30, với 2.665 ca. Tuy nhiên trong tuần 31, số ca mắc bệnh chỉ còn tăng 5,6% so với trung bình 4 tuần trước. Tốc độ gia tăng của bệnh trong các tuần gần đây có xu hướng chậm lại. Nếu đem số ca mắc bệnh trong tuần 31 so với số của trung bình 4 tuần trước đó, thì tuần 26, 27 và 28 có số ca mắc tăng nhanh với tỷ lệ tăng khoảng 107 đến 126%, gấp hơn 2 lần. Tỷ lệ này còn khoảng 43 đến 62 trong tuần 29, 30%. Thêm vào đó, trong tuần 31, số ca nhập viện điều trị nội trú giảm 16,4%, số ca khám ngoại trú tăng 9,9% so với trung bình 4 tuần trước. Thành phố không ghi nhận ca tử vong vì bệnh tay chân miệng. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 21.000 ống thuốc Phenobarbital dạng tiêm sau thời gian dài bị gián đoạn đã về Việt Nam, kịp thời điều trị cho bệnh nhi tay chân miệng nặng tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện bệnh nhiệt đới đang trong giai đoạn đỉnh điểm.